Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm trà líp không chanh nha. Khi trà và chanh kết hợp lại thì nó tạo nên một cái nước uống rất là ngon luôn, và giúp mình tỉnh táo nữa. Như các bạn nào mà không uống được cà phê, khi mình buồn ngủ hay mệt mỏi thì có thể mình uống cái ly trà này vô, nó giúp cho tinh thần mình sảng khoái và giảm buồn ngủ nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm món trà líp tôm chanh nha. Nguyên liệu chính để làm trà líp tôm chanh thì mình đã chuẩn bị ở đây là gồm 2 túi trà líp tôm nha. Mình dùng 2 túi trà này để mình pha cho cái ly trà mình nó thêm đậm đà và thơm ngon hơn. Cái trà túi lọc líp tôm này thì mình mua ở đâu cũng có các bạn, trong siêu thị hoặc là trong những cửa hàng tạp hóa. Và mình sẽ sử dụng khoảng 10 quả chanh và đường cát trắng, các bạn có thể dùng đường phèn và một cái ly thủy tinh. Bây giờ thì mình sẽ đi chế cái trà này nha. Mình sẽ sử dụng 100ml nước sôi để mình chế 2 gói trà này nha. 100ml nước sôi mình chế trà thì cái trà mình nó sẽ đậm đà và thơm ngon hơn nha. Các bạn lưu ý là nước kịp sôi thì mình chế, mình hãm trà thì trà nó mới ra được nước cốt đậm đà nhé. Mình chế nước sôi rồi thì bây giờ mình sẽ hãm trà, mình sẽ để trà ngâm trong nước sôi khoảng 3 đến 5 phút cho cái tinh chất trà nó ra nha các bạn. Rồi mình sẽ hãm trà khoảng 5 phút ha. Rồi mình sẽ đi vắt nước cốt chanh nhé. Mình lăn quả chanh cho nó mềm ra thì khi mình vắt thì nước nó sẽ nhiều hơn nha. Rồi mình lăn như thế này, khi nào quả chanh nó mềm thì mình cắt ra. Bây giờ mình cắt nô quả chanh và mình cắt ra khoảng 1-2 lát chanh. Mình cắt chanh thành cái lát tròn như thế này, 1 hoặc 2 lát, để lát nữa mình trang trí cái ly trà líp tôm chanh của mình thêm đẹp và hấp dẫn hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vắt nước cốt. Mình vắt khoảng nửa trái hoặc là mình vắt, mình lấy 1 muỗng canh nước cốt chanh nhé. 1 nửa trái chanh bằng này nước cốt là được rồi các bạn, khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm những bước tiếp theo nha. Cái trà líp tôm túi mình đã hãm được 5 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy túi trà ra nha. Mình lấy túi trà ra, mình nhúng lên nhúng xuống khoảng 3 lần. Sau đó mình ép vô thành ly và lấy muỗng ép nhẹ cho cái cốt trà nó được ra hoàn toàn nha các bạn. Mình ép nhẹ thôi chứ mình đừng ép mạnh là nó bị túi trà rớt trà ra nhé. Các bạn lưu ý là mình chỉ hãm trà trong thời gian khoảng là 3-5 phút thôi, chứ mình đừng có ướp lâu quá là trà mình nó sẽ bị rát nhé. Bây giờ mình sẽ cho đường vô. 100ml cốt trà thì mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh rửa như thế này, 2 muỗng canh ăn cơm nhé các bạn. Các bạn đong 2 muỗng canh rửa đầy luôn nhé. Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh theo cái độ ngọt, theo khẩu vị của mình nha. Rồi mình khuấy cho đường nó tan ra ha. Khi mình khuấy tan đường rồi, lúc này trà nó chưa nguội á, thì mình sẽ cho vô một viên đá nhé. Mình cho một viên đá vào, mình khuấy cho tan, cho cái cốt trà mình nó nguội hoàn toàn thì mình mới cho nước cốt chanh và cho đá vào nha. Nếu như mà nước có chưa nguội mình cho đá vào nó sẽ bị tan, thì cái nước của mình nó không còn đậm đà và ngon. Hoặc là cho chanh vô, chanh nó sẽ bị đắng nhé. Rồi mình sẽ khuấy cho cái viên đá này nó tan ra ha. Các bạn chỉ cần cho một viên vô thôi nha, chứ mình không có nên cho nhiều mà nó bị lạc cái nước trà của mình nha. Khi mà mình khuấy tan cái viên đá rồi á, mình rờ vô cái thành ly, lúc này cái ly rất mát là cái nước trà của mình nó đã nguội hoàn toàn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước cốt chanh vô. Mình sẽ cho vô đây khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh nhé. Là cái vị ngọt và vị chua nó rất là hòa quyện rồi. Hoặc là các bạn thích chua thêm một xíu thì các bạn cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê nữa ha. Rồi mình sẽ khuấy tan cái cốt trà và chanh cho nó hòa quyện lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái lát chanh mình trang trí cái ly nhé. Rồi mình sẽ cho đá viên vào. Cái bước cuối cùng mình chỉ cần cho ống hút vô nữa là xong nhé. Mình sẽ cho cái ly điệu đà, chút mình sẽ làm cái ống hút hình trái tim nhé. Rồi vậy là đã xong một cái ly trà líp tôm chanh rất là đơn giản luôn các bạn. Công thức và cách làm rất là dễ luôn, mình nghĩ ai cũng có thể làm được hết. Vậy là trong khoảng thời gian chỉ vài phút thôi là mình đã có một ly trà líp tôm chanh rất là ngon và bổ dưỡng rồi, đặc biệt rất là mát lạnh luôn, vị ngọt thanh và vị chua nhẹ tạo nên một thức uống rất là ngon. Các bạn có thể dùng trong những ngày nóng bức hoặc là sau những bữa ăn, hoặc là thời tiết nào mình áp dụng cũng được. Nó giúp mình tỉnh táo hơn và ngon miệng hơn, mát lạnh hơn.
khi xem video, nếu các bạn thấy thích cái món thức uống này thì các bạn thử áp dụng làm nha. Chúc các bạn làm và uống ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Video của mình tới đây là hết rồi. Bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo từ kênh Bếp Yên Bình nha. Bye bye.